Alo, công nhân quay mật ong bên mình đang quay nhưng phải nghỉ giờ lao đã, mệt quá. Công nhân của trại ong Ninh Phương, kỹ thuật nuôi ong Ninh Phương, hôm nay đang quay nhưng mà đang nghỉ. Công nhân đang quay nhưng mà mệt quá, cần phải nghỉ giải lao đã. Trại ong của kỹ thuật nuôi ong Ninh Phương lớn quá nên quay phải nghỉ giải lao. Đây trại ong nhà mình ngoài này đây, đang quay giải lao đã. Hoa nhãn và vải còn rất nhiều. Thời tiết rất phù hợp cho phép. Trại ong nhà mình đang quay dở, chưa xong. Không xong rồi, không xong rồi đến chiều.